con nghe 30 rồi, sáng mua 5.000 rồi tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on pay để viết hết chuyện trên đời, đăng cái tớ bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng tận thơ đêm hôn nhớ mơ, để giờ chợt nhận ra anh bỏ quên. Chơi
chuyện thật hay.